Bộ phim kể về Du Sích, một thanh niên trẻ tuổi thành đạt đang thăng tiến trong một băng nhóm. Anh ta sắp được thăng chức để tiếp quản quận Myeongjeong của Seoul, nhưng nhiều thành viên cấp trên trong băng nhóm cảm thấy anh ta không có học thức bài bản để đảm nhận một địa bàn quan trọng như vậy. Bởi vì các đàn em bên dưới đều đã tốt nghiệp trung học, thậm chí còn tốt nghiệp cả đại học, trong khi đó Du Sích chưa có một tấm bằng nào. Một thành viên cốt cán trong băng nhóm cố tình cà khịa anh, hỏi địa chỉ email của anh là gì. Một người từ nhỏ đã sinh ra và lớn lên từ nông thôn, gia nhập băng nhóm khi còn nhỏ như anh, làm sao biết được những điều này. Anh tưởng rằng ông ta hỏi địa chỉ của em gái, vậy nên đã ngây thơ nói ra địa chỉ thật. Kết quả làm trò cười cho tất cả mọi người, ai nấy đều đứng hình. Lão đại rất hiểu anh, cho nên đã gọi Du Sích đến, hứa sẽ cho tiếp quản địa bàn miễn là anh lấy được bằng tốt nghiệp trung học. Hai tên đàn em biết được chuyện đó, đã tìm đủ mọi cách để hách tuổi cho đại ca được đăng ký vào một trường tư với độ tuổi là 19. Ngay sáng sớm ngày đầu tiên đi học, họ còn tổ chức cho anh một buổi lễ vô cùng hoành tráng. Du Sích cảm thấy rất mất mặt, liền dạy dỗ cho đàn em một trận. Vào ngày đầu tiên đi học, Du Sích đã gặp nữ chính Jun Ju, khi họ đang chạy đến trường để tránh bị phạt vì đi học muộn. Chẳng may, một chiếc ví nhỏ rơi ra khỏi cặp sách của cô khi cô chạy, mà Du Sích lại là người tốt, anh quay lại nhặt giúp cô nhưng việc đó khiến anh đi học muộn. Mới buổi đầu đi học mà đã lâm vào cảnh này, là một học sinh mới, Du Sích ngay lập tức bị thầy gõ đầu. Giáo viên tiếng Anh, cô Ly đi ngang qua các học sinh và bắt gặp ánh mắt của đàn em Sang Ju, ngay lập tức Sang Ju bị cảm nắng. Trong ngày hôm đó, Jun Ju và hai người bạn của cô đã đánh nhau với ba người bạn cùng lớp do Ji-hee cầm đầu. Cả sáu đều được gửi đến trường khoa, nhưng Ji-hee và đồng bọn của cô ấy được thả ngay lập tức mà không bị phạt. Du Sích học cùng lớp với Jun Ju và được xếp ngồi cạnh cô ấy, và nhanh chóng hai người trở thành bạn. Giờ nghỉ giải lao, anh bị một lũ ngổ ngáo bắt gặp, ỷ là ma mới bắt nạt ma cũ nên chúng được thể lấn lướt với anh. Bình thường ở ngoài thì anh đã xúc lũ nhóc này từ lâu rồi, nhưng nghĩ lại mình đang nhận trọng trách của lão đại, nên Du Sích giả ngây ngô cho qua. Một hôm, hiệu trưởng tổ chức một cuộc họp. Bệnh viện Gangnam trước giờ luôn tài trợ cho trường, tuy nhiên khoa tiết niệu của bệnh viện đang gặp khó khăn về tài chính, ông yêu cầu khuyến khích sinh viên làm phẫu thuật cắt bao quy đầu để hỗ trợ kinh tế. Dĩ nhiên Du Sích đang là học sinh nên cũng không thoát khỏi kiếp nạn này, anh bị bác sĩ lấy mất mấy viên bi. Trên đường về nhà, Du Sích bị một tên đàn em của băng nhóm kẻ thù nhìn thấy, hắn liền trở về và thông báo với đại ca. Một kế hoạch trả thù đã được lập nên. Tối hôm sau, Du Sích gọi đàn em đến để dạy dỗ, đúng lúc cái lũ ngổ ngáo ở trường đi qua, mấy thanh niên trẻ trâu đấy không hiểu chuyện cứ thích động vào anh, bắt anh ta vừa hát vừa nhảy trước mặt đàn em, nhưng vì cái tấm bằng cùng với địa bàn tương lai, anh cố gắng nhẫn nhịn làm theo. Trong một buổi học tiếng Anh, Ji bị bắt gặp đang ghi chép trong lớp. Cô giáo yêu cầu cô đứng trước lớp để nhận hình phạt, nhưng thay vào đó Ji-hee lại lẩm bẩm những câu chửi thề. Ỷ lại vì địa vị của mình nên rất hống hách, nhưng đã bị cô giáo cho một bạt tai. Ji-hee ngay lập tức gọi điện cho mẹ trong nhà vệ sinh, và khóc lóc làm nũng với mẹ. Lúc sau mẹ cô xuất hiện trong lớp học và hành hung cô giáo. Trưởng khoa bảo vệ phụ huynh và khiển trách cô giáo, trong khi thầy Do đứng ra bảo vệ cô. Thầy Do sau đó được gọi vào văn phòng hiệu trưởng, yêu cầu nếu không thay đổi điểm của Ji-hee thì sẽ bị chấm dứt hợp đồng. Điều này sẽ toạc lương tâm của thầy Do, một giáo viên thực sự quan tâm đến học sinh của mình, đặc biệt là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thầy trở lại lớp một cách rất chán nản và bắt đầu dạy dỗ một trong những học sinh cá biệt của lớp, nhưng thấy mấy đứa ngổ ngáo lên tiếng thách thức và đẩy ngã thầy. Điều này khiến Du Sích không nhịn được nữa, mặc dù từ nhỏ anh gia nhập băng nhóm, nhưng đối với anh thầy giáo hay lão đại là những người mà anh tôn trọng nhất. Anh không cho phép bất cứ ai bất kính với bề trên, lập tức lao vào xúc đứa ngáo cần kia. Sau đó còn cảnh cáo các học sinh khác, nếu như sau này còn có bất cứ ai bất kính với thầy giáo, tao sẽ cầm dao thịt luộc hết nghe chưa? Buổi tối, Du Sích gọi thanh niên ngáo ra nói chuyện, đang tâm sự thì có một nhóm học sinh khác kéo đến, do tâm trạng không vui nên anh đã dần cho lũ ấy ra bã. Hôm sau, thầy Do bị trưởng khoa gọi riêng vào nói chuyện, ông yêu cầu thầy nâng điểm cho một số học sinh, đặc biệt là Ji-hee, vì gia thế và quyền lực của gia đình cô. Nhưng thầy phản đối, vì điều này sẽ không công bằng với những học sinh chăm chỉ. Vì bị ép sửa điểm cho Ji-hee, làm Jun Ju không đủ điều kiện nhận học bổng, nên thầy Do đã có cuộc gặp riêng với gia đình Jun Ju, động viên cô cần phải học tập chăm chỉ hơn để có được học bổng của trường. Điều này gây ra áp lực cho cô. Cùng lúc đó, cô giáo Lee được gọi đến phòng riêng của hiệu trưởng, ông đã sàm sỡ và động chạm đến cô. Cô ấy lao ra khỏi phòng và khóc, tình cờ Du Sích thấy chuyện đó. Buổi tối, Jun Ju và Du Sích đi ăn với nhau, cô ấy nói đùa rằng anh hãy cưới tôi để giúp trả học phí đại học cũng được. Tuy biết đó là một trò đùa, nhưng Du Sích không để ý và cho qua. Họ ngẫu nhiên gặp đàn em Sang Ju và cô giáo Lee, bốn người họ tận hưởng một đêm vui vẻ uống rượu và hát karaoke như một cách để xua tan nỗi buồn.
Juzhik vẫn hoàn toàn không biết gì về tình trạng tham nhũng đang diễn ra trong trường. Mặc dù chứng kiến cảnh cô Ly khóc, ông do hành động kỳ lạ và chứng kiến trưởng khoa hành động như một dân thơ nụ. Vào một đêm, Juzhik biết được đàn em của mình rượu chè bê tha, không chú tâm rèn luyện học hành. Anh đến và tẩn cho đàn em một trận. Đúng lúc này, cô gái mà Sang Ju gọi tới lại là Junju. Hai người ngơ ngác nhìn nhau. Cô cuối cùng cũng biết được thân phận thật của Juzhik. Anh cũng biết được nguyên nhân tại sao cô phải làm chuyện này. Sau đó, Juzhik giao nhiệm vụ cho Sang Ju tìm hiểu kỹ về trường học và hiệu trưởng. Ngày hôm sau ở trường, mọi thứ rõ ràng là khó xử giữa Juzhik và Junju. Trước khi cả hai có thể nói một lời với nhau, một học sinh khác chạy vào lớp, thông báo với mọi người rằng thầy Do đã từ chức. Tất cả các học sinh đều rơi nước mắt trong khi thầy Do lặng lẽ giảng bài cuối cùng, bất chấp cách giảng nghiêm khắc của ông. Sau đó, Junju được nhìn thấy đang ngồi trong phòng máy tính, điều này đã làm trưởng khoa nghi ngờ. Sang Ju báo cáo những phát hiện của mình cho Juzhik, có vẻ như hiệu trưởng bằng cách nào đó đã sở hữu của các trung tâm thương mại, sân golf, v.v. trong địa bàn của một băng nhóm đối thủ, và rõ ràng là hiệu trưởng có liên kết với chúng. Vào ngày hôm sau, trường học dính phải một vụ xì căng đan khi lộ trình hối lộ, điểm cố định và các khoản phí hàng tháng không hợp lệ được đăng trên trang web của trường cũng như trang web của Bộ Giáo dục. Hiệu trưởng và trưởng khoa rất tức giận về những báo cáo này và tự hỏi ai có thể đã làm dò dỉ thông tin này, dựa trên lời văn, có thể là do một học sinh viết. Trưởng khoa ngay lập tức nhớ đến hôm trước Junju ngồi trong phòng máy tính. Hiệu trưởng xuất hiện trong lớp của Junju, gọi tên và đánh cô đến mức bất tỉnh. Juzhik và bạn của Junju đã đưa cô ấy đến bệnh viện. Juzhik nói với đàn em Sang Ju những lựa chọn của mình. Sang Ju cầu xin anh ở lại trường và tốt nghiệp, nhưng Juzhik biết đó là điều sai trái. Anh đến thăm Junju tại bệnh viện vào ban đêm, cô ấy khóc nức nở trên vai anh, điều đó khiến anh rất đau lòng. Juzhik đến trường vào ngày hôm sau và thấy rằng trường học không chỉ cấm giáo viên bị sa thải mà còn cả học sinh. Hiệu trưởng ở đó với thành viên băng nhóm đối thủ, họ đã đánh thầy Do, cô Ly và thậm chí cả học sinh. Lúc này anh quyết định không che giấu thân phận nữa, Juzhik gọi điện cho đàn em chính thức cai quản trường học này, sau đó cầm gậy lên và lao vào cuộc chiến. Nhưng vì quân số quá đông, một mình anh không thể nào chấp hết được. Ngay lúc này, đàn em của anh đã đến. Không cần nói nhiều, tất cả đã lao vào phá vòng vây để giải cứu đại ca của mình. Sau đó la hét đòi hiệu trưởng đi ra, nhưng thế lực chống lưng cho hiệu trưởng lại đến. Cả hai phe lao vào choảng nhau vô cùng hỗn loạn. Để tránh thương vong đôi bên, Juzhik đã đề nghị solo 1-1 với kẻ cầm đầu bên kia. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, cả hai bên đều bầm dập và ngã xuống. Sau đó cảnh sát đến gô cổ tất cả họ. Cuối cùng, các giáo viên và học sinh đã vạch trần thành công vụ tham nhũng. Juzhik đã nhận được bằng tốt nghiệp khi ở trong tù và được chúc mừng bởi lão đại của mình. Nhưng chớ trêu thay, lão đại thấy rằng có lẽ Juzhik cần được học tập và rèn luyện nhiều hơn cho việc lãnh đạo và điều hành địa bàn. Lão đại đã nói với anh rằng cậu cần phải đi kiếm một tấm bằng đại học nữa đấy. Và thế là hành trình mới của anh lại bắt đầu. Bộ phim kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nhớ theo dõi mình thường xuyên nhé.